Anh đo đồng hồ đúng không? Em là em chấp hành. Thì em bằng anh cứ đi. lẽ ra cho tôi nói chuyện, là tôi nói chuyện một người thôi. Rồi Bây tôi giờ nói chuyện với tôi đi. tôi làm việc với anh đúng không? Đúng rồi. Trời này, tôi đã chấp hành với anh là tất cả hết, tất cả mọi cái là giấy tờ ở đây là tôi đã đưa cho anh hết đầy đủ rồi đúng không? Anh kiểm tra có nghĩa là về cái lĩnh vực có nghĩa là nồng độ cồn. Đúng rồi. Thì hiện tại bây giờ là em trước hết là em đã xuất trình hết giấy tờ. Đúng rồi. Đó là một cái sự chấp hành đầu tiên. Đó là sự hợp tác. Rồi, đó là một sự hợp tác. Đúng rồi. Và tiếp theo đó nữa là bây giờ ở đây này, khi các anh làm việc thì tất nhiên là em thì em muốn kiểm chứng là các anh làm việc ở đây có chuyên đề kế hoạch hay không. Rồi nha, là cái thứ nhất. Anh nói tiếp đi, tôi nghe. Rồi bây giờ là anh cho em kiểm chứng thì tôi nói nghe nè, cái kế hoạch chuyên đề kiểm chứng nha. Về quy định thì không có được cung cấp tại ngoài đường, không chừng đó thôi. Anh lên mạng, anh lên truyền hình, anh xem thử kế hoạch của Bộ Công an từ đây tới cuối năm là anh tên gì ạ? Tôi Nguyễn Văn Tuấn. Nguyễn Văn Tuấn, số hiệu quân nhân là 514. Cái anh em đây 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 4 được chưa, số hiệu quân nhân. Đây là tôi nói kế hoạch, từ kế hoạch của bộ này là từ đây tới cuối năm. Rồi cái mà nói là từ từ anh chấp hành cái hành động là cái chuyện chuyên đề á, là bây giờ em nói này. Em đã nói anh á là em kiểm chứng các anh ra đây là tôi đã nói anh rồi mà. Nếu mà anh cần kiểm chứng, chúng tôi mời anh về đơn vị. Mời về đơn vị đúng được không? Được chưa? Kiểm chứng. Mời về đơn vị được chưa? Mời về đơn vị thì bây giờ em về đơn vị. Được chưa? Ông Lập cái nói rồi đi về đo luôn. Anh cứ lên xe đi. Em ra đây lấy xe cho anh quay về đây chúng tao đi. Cái chốt này mình đi xe đó mình không xe đi lại. Để xe nó tôi đi về với ông một ông Thâm nữa, ba ông ở lại làm đi, tôi báo về là chỗ anh Nam trực không? Đó đưa mà anh mới đi báo nào luôn. Đó là đậu đó. Đâu, em cho xe đi về đi. Đi về đi. Đây, đi về thôi. Có gì đâu. Nhưng mà cầm giấy tờ thì viết cho tôi mấy tờ, mấy tờ. Tôi đi với anh mà. Đi với tôi thì anh lại anh chạy xe cho tôi. Tôi không có trách nhiệm đi xe của anh vì tôi không có phải là trách nhiệm đi. Chứ hiện tại bây giờ tôi giấy tờ của tôi thì anh cầm mất tiêu rồi. Làm sao giờ tôi chạy xe tôi được? Anh này này. Không, anh này không có được chạy xe của tôi. Anh đừng có nói như thế. Không, xe của tôi không có ai chạy được hết á. Anh có chạy anh cầm được giấy tờ của tôi. Anh cầm được giấy tờ của tôi thì anh chạy. Không. Anh cứ lên xe anh qua không. Đi. Cái anh cứ làm cho đúng cho em coi. Em thì em cũng chả muốn nói nhiều ở đây nữa. Đúng. Ủa chứ nãy anh có hợp tác đâu mà đúng với sao? Sao không hợp tác? Không hợp tác mà đưa giấy tờ cho các anh. Không hợp tác mà đưa các giấy tờ cho các anh. Anh tiến hành. Còn đo nồng độ cồn á thì bây giờ là tôi rất muốn biết. Các anh đi làm ở đây có chuyên đề kế hoạch gì không? Là tôi để đầu mà mời anh về đơn vị xây mà. Đó. Ủa? Mời tôi nói thẳng ra tôi không có rảnh để mà đi. Đâu cho em xem cái coi. Không có trừ xem cái gì anh chưa thổi đây đâu cả. Cho em xem cái máy anh cái. Thổi đi đã rồi anh xem. Là anh cứ bắt em thổi rồi em thổi là được xem đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi ok. Anh thổi một hơi giờ. Đó, tôi em tôi thề ông luôn là tôi thổi đường hoàng là máy nó tự cúp vào mà. Anh thổi một hơi giờ đừng nghe. Nữa. Đó, ngát rồi. Em đâu có ngát đâu, từ hồi nãy tới giờ các anh thấy tôi ngát không? Tôi thổi rất đường hoàng này anh ạ. Tôi chấp hành nữa là tôi cực kỳ chấp hành. Không thì giờ anh thử thổi để cảm giác cái máy này có đúng không. Chắc không thì nói là ấy. Là anh cứ kêu là tôi không thổi. Tôi rất chấp hành rồi đó. Thổi một hai giờ. Một lần. Chưa. Tét lì. Hiểu chưa? Hiểu nói chưa? Nhẹ nhàng nhấp vô cho tôi, đó đừng có thổi hơi rồi đó. Thôi đi, thổi tới đầu thôi. Chưa, anh làm đúng mất cái ngấu đi. Mất cái ngấu rồi. Ôi mày. Không, từ từ. Có ai đó kêu thổi dùm được không anh? Chứ tôi thổi xong rồi người vi phạm anh điều khiển anh phải thổi người khác thì còn cái gì chứ. Rồi em từ hồi này tới giờ là em đang chấp hành á, em cứ thâu hoài rồi đó. Anh nên nhớ nè, xin lỗi anh nên nhớ là có một cái lỗi là không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đó.
Thôi anh cấp thôi cứ làm đi. Thì ở đây cứ làm cho anh đi đo cho tôi cái đã. Ông đừng. Ông hiểu chưa? Kéo khẩu trang lên đã, từ từ anh lên chạy máy. Là sao? Là đi với gì? Thì tôi từ hồi nãy tới giờ tôi thổi đó. Tôi thổi mà chứ phải tôi không thổi đâu. Tôi thổi mà đâu phải tôi không thổi đâu mà. Tôi đã nói là tôi thổi mà. Hôm nay mình tiến gì chưa? Thổi bây giờ. Nè, mới ngậm tôi chưa. Ừ. Để lâu mất cái nối thổi đi. Ngát liền đang cho xử lý được. Ông người bộ nổ mình phải có cái để xử lý từ từ mình mới xử lý được. Thổi một hơi giờ như anh đó nãy giờ có ai nó mất lòng đâu, ổng có một phát một đó cho máy. Mấy ông đừng có. Anh đừng làm rất là mất thời gian của anh. Anh em xử lý nhà này nên. Rồi đó. Đó. Đâu chỉ căng rước được. Đó, không không đúng không? Tôi thổi đó là tôi thổi hết cỡ luôn á. Giờ em đã thổi vậy rồi, giờ anh lại nói nữa là giờ. Nè em thổi lại này. À, để cho anh nè. Thôi chị cứ ra coi cho, coi thằng nhóc của cháu coi. Thôi chị cứ ra ngoài xe cho nhóc cho cháu coi. Đây đây, ở đây cái chỗ đông người chị vô đây làm gì bùng dịch. Đó. Làm thì em thổi thì đó, rõ ràng em thổi đó mà, có gì đâu, em bình thường thôi, em chấp hành mà. Cho em ấy. Ghi cái tay, trong khi mà mình thổi. Em đứng ở đây cứ. Bữa nay anh cầm cái bằng em. Đây, đưa đây đây anh ghi vô đây.
cái của mình xúc mình thổi nhưng không không phần trăm không có nồng độ cồn. Đi rõ vào tay. Gửi lại giấy tờ sao nãy lấy đem lấy vô số số nhà ký không có lá gì hết. Con nói anh đi tổ chức thôi con thằng ký chứ anh đừng nói thái độ như thế nào được. Bây giờ là em đứng cũng lâu rồi thôi. À, để các anh làm việc đi. Con em đang còn nhỏ ngoài nó. Rồi ok. Chứ anh đừng có nói cái giọng nữa là không được. Đây đây để em đây, đưa cháu nó về. Ở Quảng Nam chứ không phải như quê của anh đâu ha. Không có cái gì để cho. Đâu? Đâu ok. Đi.